Ở tập trước, top 30 thí sinh đã trải qua hai thử thách dưới sự hỗ trợ của 4 leader là 4 thành viên của CL Team. Cho cô với sự quyết đoán và kỹ năng tốt, Võ Huy hỗ trợ thí sinh bằng tất cả sự tận tâm. Peter với kỹ năng quay dựng TikTok tiền to. Vinat với chiến thuật để thí sinh chủ động. Phần photoshoot với phần chiến thắng thuộc về Võ Huy và Peter. Top 30 đã có cuộc chạy đua để thực hiện clip TikTok cho thử thách POV cá nhân. Quyết định trong tập này, ai sẽ là người đi tiếp, ai sẽ ở lại. Với những tranh cãi ở tập 1, liệu các thành viên CL Team có thể tiếp tục vui vẻ làm việc với nhau như trước? Câu trả lời sẽ có ngay bây giờ tại tập 2 của The Next CL Team. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với The Next CL Team, chương trình truyền hình thực tế đầu tiên và TikToker tại Việt Nam để tìm kiếm thành viên cho CL Team. Tôi là Mai Hà Hoàng Yến sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình cùng với các thí sinh cũng như các leader ở trong tập này. Ở thử thách POV đầu tiên, các thí sinh đã cho ra những sản phẩm khá là ấn tượng và chúng ta đã có một tuần để content lên xu hướng. Dựa vào hai tiêu chí chất lượng sản phẩm và view thực tế, chúng ta tiếp theo sẽ bước vào vòng loại. Sau một tuần để các POV cá nhân lên xu hướng, dựa trên điểm nội dung và điểm tương tác, ban tổ chức đã có được bảng điểm của top 30 thí sinh theo thứ tự từ cao xuống thấp. 13 thí sinh có số điểm cao nhất sẽ chính thức bước tiếp vào tập 2. Các thí sinh có tổng điểm dưới 5 sẽ trực tiếp bị loại. 6 thí sinh còn lại là Phan Ái Vi, Trần Phương Nhi, Trần Thùy Vi Phương Trinh, Quách Nhật Huy, Nguyễn Đình Việt Trung và Huỳnh Minh Hy sẽ bước vào top nguy hiểm. Chương trình vẫn còn 3 cơ hội lật ngược tình thế dành cho các thí sinh nguy hiểm. Hãy cùng tiến vào vòng loại để biết được ai sẽ là người đi tiếp tại top 16 The Next CL Team. Một lần nữa thì Yến xin chúc mừng tất cả các thí sinh đã lọt vào top 16. Không biết rằng các bạn có biết lý do tại sao mà các bạn đã rơi vào nhóm nguy hiểm không? Đối với Trinh thì Trinh nghĩ rằng Trinh đứng tại top nguy hiểm ngày hôm nay có thể là ban tổ chức đã thấy được cái tiềm năng và những cái hướng phát triển của Trinh phù hợp với The Next CL Team. Nhưng mà vòng vừa rồi Trinh đã thể hiện không tốt thì đây là cái bài học cảnh tỉnh của ban tổ chức dành cho Trinh. Thì Trinh sẽ thật sự rút kinh nghiệm rất là sâu sắc và Trinh mong là sẽ nhận được nhiều lời góp ý cũng giống như là sự hỗ trợ của ban tổ chức và mong là ban tổ chức sẽ cho Trinh thêm một cơ hội để có thể khẳng định và thể hiện là mình thật sự nghiêm túc với The Next CL Team. Và cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Sau một tuần thì ban tổ chức đã phát hiện ra sự bất thường trong một số video. Vì vậy nên ban tổ chức đã làm việc với TikTok Việt Nam để kiểm tra. Thì quả thật đã có một số video đã có sự can thiệp. Cho em xin phép hỏi là khi mình lấy những cái ad, gọi là ad không có chính chủ ấy, để cài view cho video của mình thì đó có gọi là vi phạm không ạ? Tại vì em và bạn em và tất cả các bạn em trong lớp khi học thì tụi em thường lấy những cái ad đó để cài view cho video của em. Mày không nghĩ đó là gian lận à? Với kinh nghiệm làm 2 năm TikTok của em thì nếu mình sử dụng account giả để cài view thì view vẫn lên. Nhưng team làm sao mà có thể bằng một nửa với view được ạ? Hiện tại video của em nó đã lên tới 250k view nhưng số lượt team lại bằng bạn. Điều bất thường ở đây là gì? Thì có thể là giải thích rõ hơn về cái phần trình bày vừa rồi của bạn á, thì theo mình thì mình thấy là ad giả vẫn có thể cày view được nhưng mà một ad không thể nào team hai lần được. Thì cái đó cũng đã chứng minh được là cái lượng team và lượng view nó sẽ như thế nào, mọi người có thể nhìn thấy. Có thí sinh nào ở trong top 16 muốn nêu lên cảm nghĩ của mình ngay bây giờ không ạ? Trong quá trình xây dựng cái TikTok của em được một tháng gần đây thì em đã có nạp cái lượng tiền và sử dụng cái lượng tiền đó để chạy quảng cáo những cái video đầu tiên. Cái số tiền còn lại mà em đã nạp vào tài khoản thì em đã đẩy thẳng hết vào video của em và có thể là kết quả nó bất thường. Cái mà mình mua view á, mình mua view trên app TikTok á thì cái này là trong luật chơi mình không cấm. Nhưng mà theo mình nghĩ á là những cái mà hack view, hack like, hack team á thì cái này là phải loại thẳng hoặc loại trực tiếp chứ mình không có thể nào du di. Cho nên những cái mà gọi là hack team hoặc là tự cày view cho mình thì theo mình nghĩ là mình không chấp nhận cái kết quả như vậy. Trong 16 bạn thí sinh được lọt vào top 16 thì không biết là
có bao nhiêu người đồng ý với ý kiến của bạn Thế Bằng. Em về tay nhiên tiếp nha em, không sợ bên lại. Sao vậy thế? Lên sáu. Sao thế? Thôi lại đây ôm cái. Để ôm mình lại đi, có gì thì phải nhẹ. Quan trọng là năng lực của mình ấy. Sau khi nghe chia sẻ của tất cả các bạn, mình và ban tổ chức đã bàn luận với nhau để đưa ra kết quả cuối cùng. Chương trình không chấp nhận tất cả các hành vi gian lận, cho nên sẽ nhường lại cơ hội cho các thí sinh Ái Vy, Phương Nhi, Phương Trinh và một bạn thí sinh đặc biệt ở trong top đã bị loại. Xin mời bạn đó bước vào. Xin chào mọi người. Sau khi mà bàn luận với ban tổ chức của chương trình thì Yến ở đây cũng muốn thông báo cho tất cả mọi người ở đây là phòng ở phía trên á có những cái thí sinh mà để gian lận trong những cái video, nên là ban tổ chức cũng như là Yến đã bàn luận với nhau để đưa ra quyết định cuối cùng, đó là trong tất cả các thí sinh bị loại ở đây thì sẽ có một bạn được đi tiếp vào vòng trong, đó chính là bạn Bùi Đức Hiếu. Em nói mà chứ trời. Nói rồi mà không tin đâu. Không biết là cảm xúc của Hiếu bây giờ như thế nào? Không khóc, không khóc ngang sợi. Lúc đầu em cũng kiểu cũng chưa tin ấy. Cái chị kiểu Hoàng Yến thông báo thì tim rất là run luôn, hiện tại thì cũng tim đập rất là nhanh luôn. Và thực sự cảm thấy rất là vui. Và không biết là các bạn ở lại có ý kiến hay là có cảm nhận gì không ạ? Dạ, và trước khi rời đi thì mình xin thú nhận một điều là mình có tác động quảng cáo và có nhờ một fanpage của trường mình là TDT Confession để đăng bài kêu gọi mọi người tiêm cho mình. Và mình cũng có tác động quảng cáo thì mình thật xin lỗi tất cả các 16 thí sinh có mặt tại ngày hôm nay và đặc biệt là xin lỗi chị Binat và xin lỗi ban tổ chức rất nhiều ạ. Mình thật xin lỗi. Thì đây cũng là một bài học cho mình. Thì mình muốn cái lượng tương tác của mình công bằng với mọi người nên mình đã bỏ cái số tiền đó ra để mình chạy quảng cáo, nhưng mà đây là một cuộc thi cho nên mình không thể gian lận như vậy. Nghĩ là mình cũng sẽ chấp nhận, mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ra đi rồi. Không biết là người cuối cùng Việt Trung có lời nói gì đối với chương trình không ạ? Cuộc sống ai cũng có những sai lầm, thì sau những sai lầm đó quan trọng là mình biết sửa như thế nào, thì từ những cái lỗi lầm đó thì mình đứng dậy, mình phát triển. Sau những ngày vừa qua thì em cảm thấy rất là biết ơn những anh chị, những người bạn đã cho em những cái bài học. Và Yến cũng cảm ơn tất cả những chia sẻ của ba bạn đã bị loại khỏi chương trình. Và Yến hy vọng rằng đây sẽ là một bài học đắt giá khi mà các bạn tham gia vào một chương trình nào đó. Tại vì mình là một KOL và KOC thì cái việc gian lận là một việc không thể nào chấp nhận được. Nên là ý nghĩ đây cũng là kết quả cuối cùng mà ban tổ chức chương trình đưa ra. Và cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa Yến xin chúc mừng 16 gương mặt xuất sắc có mặt tại đây để bước tiếp vào thử thách ở tập 2. Trước khi công bố thử thách ở tập 2 thì trên tay các bạn đang là phong bì để cho biết rằng các bạn sẽ làm việc với leader nào ở trong thử thách ở tập này. Xin mời các bạn mở phong bì. Đội võ huy với các thí sinh Hoàng Tuấn, Sam,
Phương Trinh, Tuấn Long. Đội Choco, Phương Nhi, Đức Hiếu, Đăng Đức, Mia. Đội Binat, Hương Lý, Diệp Bảo, Sắc Ly, Hoàng Phúc. Đội Peter, Thế Bằng, Bún Xinh Nhất, Mạnh Cao, Ái Vi. Thử thách tập này đó chính là POV Couple. Mỗi đội sẽ có 4 thí sinh thực hiện 2 POV Couple mà không có sự tham gia diễn xuất của leader. Clip hoàn thiện sẽ được đăng tải trên kênh TikTok Siêu Team. Và dựa trên 2 tiêu chí cũ, đó chính là chất lượng sản phẩm và view thực tế, để có thể tìm ra những thành viên tiếp theo đi vào vòng trong. Ở thử thách tập này chúng ta sẽ thực hiện ở ngoài trời. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. 1, 2, 3. Xin chào các leader và các thí sinh. Sau thử thách tập 1 thì chúng ta đã có 16 gương mặt xuất sắc đứng tại đây. Và trước khi mà thông báo và cũng như là thực hiện thử thách tập 2 thì Yến xin có một thông báo là số lượng thí sinh của team Choco đã lọt vào top 16 nhiều nhất ở tập 1. Nên tập này team Choco sẽ được cộng 30 phút vào phần thử thách. Và không biết trong team leader của mình có câu hỏi gì không ạ? Vinat thực sự nha, thực sự rất muốn biết tiêu chí của chương trình là gì. Tại vì ở tập trước á, Binat có hướng dẫn nguyên team của mình thì trong đó có một bạn rất là nổi trội là Huy Quách. Và bạn đó rất là chủ động trong cái việc quay và việc edit video. Nhưng mà ở vòng này thì Binat không thấy bạn Huy Quách ở đâu. Như ban tổ chức đã đánh giá thì Huy Quách là một người rất có tiềm năng. Tuy nhiên, Huy Quách đã sử dụng biện pháp gian lận để tham gia vào cuộc thi ở tập 1. Cho nên ban tổ chức đã quyết định loại thẳng Huy Quách để giữ công bằng cho chương trình. Và không biết là trong team leader có thêm câu hỏi gì không ạ? Thực ra là Huy thấy là trong team của Huy cũng có một người nổi trội, đó là Hương Ly. Thì bạn ấy cũng rất là nổi trội, tinh thần bạn ấy cũng rất là kiểu tích cực á. Thì bạn ấy cũng đâu có mặt trong top 16 đâu. Như anh Huy nói và như chương trình đã đưa ra thì dựa trên hai tiêu chí là chất lượng nội dung và view thực tế. Như đánh giá của chương trình thì Hương Ly đều không đạt cả hai mục đó. Nên đây cũng chính là lý do mà Hương Ly không có mặt ở trong vòng này. Không biết là anh có còn câu hỏi gì nữa không ạ? Không, nói vậy thì thôi, không nói gì nữa. Dạ, nếu như mà không còn câu hỏi gì nữa cũng như là thắc mắc thì xin mời các leader cũng như là các thí sinh di chuyển đến địa điểm quay mà ban tổ chức đã chuẩn bị để thực hiện thử thách vòng 2. Ok, hello mọi người. Hello. Hello, để anh ngồi đây cho. Rồi bây giờ anh vô vấn đề việc, vô việc luôn ha, chứ không có thời gian làm quen nữa. Chị có một thông báo là do lần trước chị thắng, cho nên là vòng này mọi người sẽ được cộng thêm 30 phút nữa. Wow. Nên là mong mọi người sẽ tận dụng tốt cái cơ hội này nha. Dạ. Thì đây là một chủ đề POV couple ấy, thì anh mong mọi người sẽ kết nối với nhau hơn và làm sao mà diễn sao mà cho người ta biết thật sự là một couple. Mình đã xem coi là nó có phù hợp hay là nó có bị dính policy hay là nó có chạm đến thị hiếu của người xem không. Trong tập này thì mỗi đội có 4 thí sinh chia làm 2 couple. Mỗi couple phải thực hiện một clip TikTok mà không được có sự xuất hiện của leader trong clip. Các clip thành phẩm sẽ được up trên kênh TikTok của CL Team. Và sau một tuần, ban tổ chức sẽ chọn ra thí sinh đi tiếp dựa trên hai tiêu chí: lượt view thực tế và chất lượng nội dung. Quay để tiếp cả. Lẹ đi Bảo. Lẹ. Rồi. Rồi rồi rồi. Vô lại 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 lại. Rồi ok. Yeah. 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 Địa điểm được chọn chính là Be My Coffee tại 19 bis Trần Cao Văn, phường Đa Cao, quận Nhất, với 3 khu vực chính: khu vực sân thượng, phòng sách với phong cách vintage, khu vực ngoài trời. Các đội sẽ được phân bổ vào khu vực ngẫu nhiên dựa trên kết quả bốc thăm của ban tổ chức. Ê, từ 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 từ, ngay dưới. Nó phải đây đúng không? Ừ, em sẽ có lớp position. Trong buổi sáng, đội Võ Huy và Peter là hai đội thực hiện thử thách đầu tiên. Nè, quá hư tóc rồi. Vô nè. Không, nè, em cắm nè. Em. Hả? Team Võ Huy ở khu vực ngoài trời với đa dạng các bối cảnh. Ê, em đừng có ngại nha, Simbeo cảnh cuối rồi, đừng có ngại nữa. Cái sòng liêu ở đây là chuyện sẽ chuyển cảnh là bằng nói chuyện với một bạn nữ luôn. Team Peter với khu vực sân thượng với lợi thế về không gian. Em luôn đấy người ta. Cởi nhẫn em á. Cởi nhẫn ra. Chị.
buổi chiều với phần tham gia thử thách của leader Choco và Binat cùng các thí sinh đội mình. Không, em vừa đi em vừa cười luôn. Chị phu lô em vừa cười của em luôn. Giống với Peter, Choco cũng thực hiện thử thách tại sân thượng với lợi thế bối cảnh rộng trong phòng lẫn ngoài trời. Ba mặt đang ho lân ơ lân ơ nha. Cố gắng không nhìn cam nha, không nhìn cam. Trái ngược với các team còn lại, team Binat sẽ phải thực hiện thử thách tại phòng sách. Với một không gian nhỏ hơn, liệu Binat có gặp khó khăn? 15, 15, kẹp. 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 Liệu đâu sẽ là couple có sản phẩm ấn tượng nhất? Team Võ Huy với Sam Hoàng Tuấn với ý tưởng couple Mafia. Phương Trinh Tuấn Long với ý tưởng chuyện tình quán cà phê. Hay team Peter với Mạnh Cao Ivy, kịch bản cặp đôi thực thích. Và Thế Bằng Bún Xinh Nhất, kịch bản cặp đôi siêu trộm. Cũng có thể là team Choco với những ý tưởng trendy. Đăng Đức Mia với ý tưởng dễ đồng cảm tình yêu thời gian khó. Phương Nhi Đức Hiếu đầy plot trick cùng ý tưởng siêu trộm. Hay ẩn số bất ngờ đến từ team đội Binat. Diệp Bảo Hương Lý đầy hài hước với POV trả thù người yêu cũ. Hoàng Phúc Sắc Ly với kịch bản độc đáo tình yêu tâm thần. Và kết quả sẽ có ở phòng đánh giá cùng 4 leader và giám khảo khách mời ngay sau đây. Chúc mừng top 16 và các leader đã hoàn thành thử thách của tập 2 ngày hôm nay, đó chính là thử thách couple. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ đi tới phần nhận xét và đánh giá. Nhưng mà trước khi bước vào phần đánh giá thì Yến xin mời một vị giám khảo rất đặc biệt, người đã đồng hành cùng với CEO team cũng như là đã sáng tạo ra rất nhiều nội dung, từ bao gồm các dự án từ Ngây Ngô Đón Ánh Mặt Trời cho tới những cái dự án khác. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật là to để có thể chào đón vị khách mời này, đó chính là anh Phan Sĩ Tài, Project Director của Celeb Network. Thì chào tất cả mọi người, thì anh là Sĩ Tài, hiện đang là giám đốc dự án tại Celeb Network. Dạ, lần đầu tiên em gặp anh Tài, giám đốc của siêu team, thì em cảm thấy là khá là wow anh. Nên là khi mà em gặp ngoài đời thì em thấy ảnh cũng giống như ở trên cái vlog, kiểu một người rất là nhiệt tình, rất là cũng hơi tình cảm á. Em cảm nhận được cái sự chuyên nghiệp từ anh giám đốc. Thì anh sẽ tham gia vô cái phần là nhận xét và đưa ra những cái góp ý cho mọi người trong cái clip kết quả của thử thách tập 2 là chủ đề couple. Anh cũng đang rất là hào hứng để coi xem thử là các cái clip của mấy bạn đang sẽ thể hiện như thế nào. Hầu như là ai cũng tự tin và cảm thấy vui vì đã hoàn thành cái thử thách ngày hôm nay. Tụi mình sẽ cùng lần lượt xem lại tất cả các bài dự thi của tất cả các thí sinh. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với team của Choco. Đến với đội Choco thì cặp đôi đầu tiên là Đăng Đức và Mia. Trời ơi, đi đứng kiểu gì vậy? Kêu quản lý của cô ra đây đi, làm phục vụ cũng nên thông nữa. Anh sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em. Thì đây cũng là chiến thuật của em và My khi tham gia cái thử thách lần này. Thì em thấy là tất cả các bạn đều chú trọng vô việc làm content như là một mafia hoặc là content về sự kinh dị. Đến cái vòng này em và My cùng nhau bàn là làm một cái content có ý nghĩa hơn về việc tình cảm, về cái việc mà lấy được những cái sự đồng cảm của khán giả và tạo được những cái content sâu sắc ý nghĩa hơn. Chắc là mời anh Tài nhận xét trước ạ. Thì thôi chắc là cho hai bạn thí sinh nói về trước cái clip của mình đi. Sang đến vòng 2 thì em chú trọng vô kịch bản nhiều hơn. Và trong clip này thì nói lên về tình yêu của cặp đôi trẻ có hoàn cảnh khó khăn, nhưng vì một biến cố trong gia đình của bạn nữ là bố của bạn nữ bị bệnh, thành ra là bạn nữ đã phải chia tay với bạn nam và quen với một người bạn nam khác có hoàn cảnh gia đình tốt hơn. Điều đó dẫn đến là cả bạn nam vẫn cả bạn nữ đều cảm thấy đau khổ trong lòng. Thì em mang đến cho khán giả một câu hỏi trong
clip này khi mà tiếp cận đến với clip của em và Mia? Đối với cặp thí sinh Mia và Đăng Đức, mình rất là bất ngờ. Thì coi theo dõi tụi em qua hai cái vòng thi á, anh cảm giác được là ở cái tập 1, hoặc anh cảm thấy là cái sự diễn xuất của tụi em nó hơi bị đơ. Của Mia thì idea nó cũng khá là hay, nó khá là võ huy, nó rất là thể hiện được cái tinh thần của leader. Còn của Đức thì chọn là một cái trend, cái đó là có thể là do tính chất cái trend luôn nên nó cũng không cần diễn gì. Nhưng mà ở trong cái clip này anh thấy tụi em diễn nó tốt hơn rất là nhiều. Phần quay thì lúc đầu em nghĩ là em với anh bàn tính trước là rất là kỹ càng rồi, nhưng mà lúc khi quay á, tại vì lúc đầu là cũng kiểu chưa bao giờ diễn được những cái cảm xúc như thế này á, hai đứa cứ nghĩ là chết rồi, kỳ này chắc hai đứa mình tiêu rồi đó. Lần này mấy bạn chọn cái chủ đề này, em kịch bản thì đúng là nó không mới nhưng mà nó mang cái tính đồng cảm. Cho nên là cái yếu tố view thì maybe nó vẫn sẽ có yếu tố view và Khi mà làm việc với chị Choco thì em thấy kịch bản của em khá lên rất là nhiều. Tại vì khi mà em nghĩ kịch bản đầu tiên thì nó là một cái kịch bản rất là hơi bị suôn và không có sự kịch tính ở trong đó. Thì khi mà nhận được sự góp ý và sự chỉ bảo của chị Choco thì cái kịch bản của em nó trở nên ngắn gọn. Tại vì là tụi em mình đi thi mà mình chọn là an toàn, nó nhiều view thì mình làm. Về ý nghĩa của clip này á, anh chấp nhận nó ở cái thời điểm mà ba mẹ thời xưa. Chứ việc mà bây giờ á, con gái đi làm kiếm tiền vẫn được, chứ không phải là kiếm một người giàu. Góc quay thì anh muốn nó smooth hơn xíu nữa. Góc quay Peter nói nó lên quần hơn á, chị nghĩ đây là một cái video về chủ đề gia đình, cho nên là nó nên nhẹ nhàng như vậy là ok rồi. Chắc là lần đầu tiên Peter tham gia một chương trình thực tế nên là Peter còn hơi gồng. Chị nghĩ là em nên thoải mái tự tin là chính mình tốt hơn. Cặp đôi thứ hai của team Choco là Đức Hiếu và Phương Nhi. Đúng là đã nói là không có gì rồi mà. Ở cả hai bạn luôn thì khi mà xem cái tập 1 á thì anh cảm thấy rằng là ở Nhi á, nó bị thiếu một cái là thiếu nội dung á. Nhưng mà ở trong tập này á thì em khắc phục được cái đường dây nội dung của em là nó rất là tốt. Có nghĩa là một cái kịch bản nó có cái sự thả xuống, xong rồi cuối cùng mình gặt lại nó cũng có một cái plot twist. Em có cái suy nghĩ về góc quay thì trong cái thử thách lần này anh thấy em khắc phục được về cái vấn đề là kịch bản đường dây của em nó tốt hơn, thì nó ra được một cái clip tốt hơn rất là nhiều so với tập 1. Những ai đưa anh Tài đưa em thì nó rất là hay luôn, hả? Nói cái gì anh Tài để nảy số một content khác. Nó giống như là một cái ngồi để cho tụi em tiếp thêm một cái gì đó vô cái chi tiết cho cái content của em, xong mới ra được content như hôm nay. Khi mà thấy cái phần thể hiện của các bạn ở trong clip này thì mình cảm thấy là các bạn đã thể hiện tốt nhưng vẫn còn an toàn so với những cái thành viên còn lại cũng như là các thí sinh còn lại. Hai bạn này rất là có một cái màu sắc và tôi đang thắc mắc là thời gian chị Choco có cho thí sinh rất là nhiều đúng không? Nhưng mà tại sao có một cái phân đoạn sai rắc co à? Peter nói là hồi nãy Peter thắc mắc gì ta? Thắc mắc là khi mà để cái ly xuống thì có thêm cái cảnh tiếp theo cũng để cái ly xuống nữa. Ok. Dạ không ạ, có thể là do anh Peter tư duy chưa có logic cho mấy ạ. Ok. Cái này thực ra là có hai người khách. Ok. Cho nên là một cái cảnh đầu tiên á là bạn Nhi cho một người khách bên này. Ừ. Còn cái cảnh kia là bắt cận đặt cho một khách còn lại. Ok. Vậy thì cái đường hình nó làm cho tôi hiểu lầm, cho nên cái truyền đạt hình ảnh nó vẫn chưa tốt, nó làm tôi hiểu lầm. Cái đó tôi nghĩ là do Peter hiểu lầm. Ok. Nhưng mà Choco đã chắc xuống rất là kỹ rồi. Với lại nếu như mà mình biết thì mình thưa thốt, còn nếu mình không biết thì mình nên coi kỹ lại. Công tâm mà nói thì những cái thí sinh đã từng ở đội Peter được dẫn dắt bởi các leader khác thì có ra những cái clip cũng rất chất lượng và hay, cho nên là Peter cũng không cần phải vạch lá tìm sâu như vậy đâu. Choco biết là có thể Peter không có ý xấu nhưng mà cũng nên suy nghĩ một chút xíu. Tại vì nó là một cái tổng thể nhưng mà Peter chỉ để ý những cái nhỏ nhặt thôi. Và đối với Choco thì những cái nhỏ nhặt đó là Choco không có... Nói chung Choco chỉ quan tâm tới cái tổng thể. Một lời góp ý xây dựng thôi, còn nếu như bạn nhìn vào nó là một cái xét nét thì đó là do góc nhìn của người đó muốn nhìn nhận sự việc như thế nào thôi. Mình cảm thấy Peter nên tiết chế những cái nhận xét của mình lại. Thì em chỉ thắc mắc thôi, nhưng mà em thấy góc quay rất là ok và hai bạn này coi rất là dễ chịu.
Với lại một vấn đề anh góp ý Nhi cái này nè, là lúc nãy anh chỉ thắc mắc và anh góp ý là nếu như đã có một cái cảnh cận em đặt xuống rồi thì nên có một cái cảnh toàn để cho em thấy là em để cái ly cho một cái người thứ hai nữa. Chứ hiện tại là anh thấy là em đặt cái ly xuống rồi, cái sau em cận một cái ly đặt xuống nữa thì nó làm cho anh tưởng đâu là em bị sai rắc co, em cắt không có kỹ á. Dạ lúc mà đặt cái đó xuống là cái cảnh mà em quay là cái người đó vừa uống xong là người ta xỉu luôn á anh. Thì chắc Peter coi không kỹ rồi. Là lúc đó là cảnh người ta cầm rất là dơ cái tay lên xong mà quay đi là người ta xỉu, cái người bị khách đó là uống xỉu luôn mà. Thì em thấy chị Choco có chuốt content của em nhiều hơn so với anh Peter. Thế là anh Peter chỉ thật sự là đúng là kiểu là cổ máy quay thôi. Anh chỉ quay dựng tốt nhưng mà về phần content thì anh Peter không có hỗ trợ tụi em nhiều. Peter phải chấp nhận cái chuyện là khi mà các thí sinh qua đội mới và họ làm tốt hơn những cái clip cũ khi mà ở đội Peter. Đối với team Choco thì mình cảm thấy rất là hài lòng với Choco, mình cảm thấy quá là ok. Tại vì là Choco từ cả khi làm việc đến khi đảm nhiệm vai trò leader, Choco luôn biết rằng là mình muốn cái gì. Hai couple của team Choco đã có phần thể hiện khá là tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với couple đầu tiên của team Võ Huy, đó chính là Sinbel và Tuấn Long. Bé giỏi quá. Chị ơi. Long ơi, nãy giờ Long làm có mệt không? Ủa, gì vậy trời? Vô tình hai thí sinh này đều là thí sinh của team Peter ở tập 1. Thì xin mời Peter nhận xét trước ạ. Hai bạn này rất là dễ thương. Nhưng mà coi cái clip tập 2 này nè, Peter coi đoạn đầu Peter tưởng clip chớp không á? Kiểu giống như là nó mang một cái gì đó nó rất là quảng cáo, mà nó làm cho Peter cảm giác nếu như mà là Peter thì Peter chắc chắn sẽ lướt. Mà nếu như cái nội dung ở đó thì Peter cũng không thấy thú vị đối với một người cái gu của Peter. Nhưng mà cho anh hỏi là Peter cảm thấy là cái clip của team Peter hay hơn, clip team Võ Huy hay hơn? Clip Peter chắc chắn là sẽ hay hơn rồi. Clip của Peter và của Võ Huy là hai màu khác nhau. Của Peter thì Peter cảm thấy một cái sự sang trọng, sang xịn mình. Cho nên là Võ Huy thì Peter cũng không đánh giá nhiều. Thì thường thì for you của Peter không có coi những cái đó, nên Peter cũng không gành về cái nội dung như vậy mà đánh giá. Không biết là clip của Peter sang xịn mịn chỗ nào mà tầm có 2000 view á, thì chắc là kiểu người coi người ta không thấy sang lắm. Tôi vẫn nhìn thấy một cái gì đó liên quan tới Võ Huy, vì những kịch bản của Võ Huy thường làm những cái như vậy. Nó rối ren, tùm lum bố cục, xong sau đó lại là lost tweet những cái mà tôi cảm giác nó tôi không thể cười nổi. Giải trí nó phải có cái tầm. Và cái việc mà Võ Huy làm á, nó chưa đụng tới cái tầm của tôi cho nên tôi không cảm được. Peter tự tin rằng cái tầm của Peter vẫn hơn Võ Huy. Lúc mà họp team anh có nói một cái câu là như vậy: những thứ rẻ tiền thường thu hút bởi nhiều người. Không, ý là Peter đừng dùng từ rẻ tiền. Đúng rồi, vô giá trị không có ai rồi. Không có cái nhu cầu nào gọi là rẻ tiền. Nhiều người thích những cái dễ hiểu không phải là rẻ tiền, mà đó là cái nhu cầu của họ thôi. Còn em thích xem những cái sang xịn thì cái đó là nhu cầu của em thôi. Bởi vì á, nội dung thì không có nội dung rẻ tiền. Creator, những người sáng tạo nội dung thì cũng không có những người creator phèn hay là rẻ tiền. Người xem cũng không có người xem phèn hay rẻ tiền. Chỉ quan trọng là mỗi người mỗi nhu cầu, và mình chọn phục vụ cái nhu cầu của ai thì mình sẽ làm những cái nội dung cho nó phù hợp với những cái người đó. Theo em thì câu đó, nếu mà nói là rẻ tiền thì em nghĩ là cũng không có đúng lắm. Thì theo em thì nghĩ là bình dân thôi. Tại vì từ rẻ tiền quá thì em nghĩ là nó hơi là nặng, hơi nặng lời. Dạ, với lại là cũng tùy vào cái đối tượng mục tiêu của mình muốn nhắm đến thôi. Nếu như mình muốn dễ hiểu và dễ chạm đến người xem được nhiều hơn so với POV lần trước, thì lần này tụi em chọn cái hướng an toàn hơn và nó dễ cảm nhận hơn, thì nó là cái hướng mục tiêu người xem khác, nên không thể nào mà đánh giá là rẻ tiền hay không rẻ tiền được. Tôi thấy là Peter khá là khắt khe với thí sinh của đội mình khi mà được người leader khác dẫn dắt. Cái ý của em ở đây là những thứ đặc biệt thường được ít bị thu hút hơn là những thứ dễ hiểu. Tất nhiên những cái người nghĩ ra được những content sáng tạo độc đáo thì là những người rất là xịn rồi thì mình không nói. Nhưng mà những người vừa làm được nội dung nhưng mà vừa biết tiết chế mình lựa chọn nội dung nào cho đối tượng nào và khi nào là hợp lý và đạt được cái hiệu quả về lượt traffic, về lượt view
cũng là những cái người creator rất là xuất sắc. Mỗi người mỗi nội dung, mỗi người đều có cái lượng follower khác nhau. Maybe là những cái nội dung đó apply lên Peter thì nó hợp, người ta coi, người ta cảm thấy hợp lý. Còn khi apply lên những người khác á, thì cái đó là cái vibe của Peter, và hoàn thành app lên những con người khác thì người ta không hợp. Nên maybe là content rẻ tiền hay mất tiền nó cũng tùy hoàn cảnh nữa. Nhưng cái việc rẻ tiền, hồi nãy Peter nói cũng đã giải thích rồi. Cái từ rẻ tiền nó hơi nặng, nhưng mà cái việc mà Peter ẩn ý trong đó, mọi người hãy khai thác nó ra và hiểu nó sâu xa hơn. Và cái đó chỉ là một cái câu nói để mọi người suy nghĩ. Mà Peter mong mọi người đào sâu vào đó và đừng có tập trung vào cái từ rẻ tiền, tại cái từ rẻ tiền nó hơi nặng. Em đã bị lọt vào vòng nguy hiểm nên thật sự là em rất là áp lực ở vòng 2 này. Em đã trao đổi với các bạn chung nhóm với em thì các bạn cũng muốn những cái content, những cái vai diễn nó kiểu nó nhiều màu sắc và nó có thể là thử sức. Nhưng mà em vẫn quyết tâm em sẽ chọn một cái mà em có thể làm tốt nhất. Và em nghĩ là nó sẽ có một cái tươi sáng giống như ở ngoài đời của em. Nên em đã quyết tâm là em sẽ chọn cái content này. Thì đến vòng 2 này em cảm thấy là em tự hào hơn khi mà ở team anh Võ Huy. Vì POV của em với cả chị Trinh làm thì có lẽ là hôm nay là hợp với em với cả chị Trinh hơn rất là nhiều. Sau cái buổi quay ngày hôm nay thì em nghĩ là em ưng ý cái POV ngày hôm nay hơn. Xin lỗi Peter. Em chả có gì phải xin lỗi, tại vì tập trước á, tụi mình tới 8 người mà trong 3 tiếng đồng hồ thì cái việc mà chỉnh chu cái video đó hay không thì nó hơi bị giới hạn, cho nên là cũng không cần phải xin lỗi. Với lại Thư cũng thấy là Tuấn Long và Phương Trinh được Võ Huy dẫn dắt cũng nó là chỉnh chu hơn tập 1. Đây là không phải là do Peter tốt hơn hay Võ Huy tốt hơn đâu, nhưng mà tại vì là các bạn khi bước vào tập 1 á, các bạn cũng chưa có một cái sự chuẩn bị, nên là các leader cũng hơi khó để hỗ trợ các bạn. Nếu như làm content mà nghĩ cái content đó đặc biệt quá ít người coi, không có ai coi mà mình vẫn muốn làm thì thôi mình làm xong mình để cho tự mình coi. Còn với anh là làm content là kinh doanh, kinh doanh thì phải có khách hàng là khán giả, mình làm thì anh muốn coi càng có nhiều khách hàng càng tốt, càng có nhiều view càng tốt, và nó đừng quá mất cái chất của mình là được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với chiếc clip thứ hai của team Võ Huy, đó là Sam và Hoàng Tuấn. Thấy mục tiêu chưa? Rồi. Vừa đủ 120. Đi. Mai mốt anh không quên mang thiếu nữa. Đủ tiền uống nước rồi. Bạn gái của anh là nhất. Thì đây là cái kịch bản mà em và chị Sam đã cùng nhau suy nghĩ và lên ý tưởng. Đây là có thể là sự kết hợp đầu tiên của em và Tuấn. Căn bản là hai cái màu sắc khá là khác nhau. Và rút kinh nghiệm từ lần trước anh Tài có training như tụi em thì có khuyết điểm của em ở phần 1 á là cái phần tham kịch bản khá là nhiều. Nên là ở phần này em quyết định chọn một cái màu sắc mới, đó là thể loại hài hước cũng như là thử sức và rút ngắn kịch bản lại để khắc phục cái lỗi ở tập trước. Đối với phần thể hiện của couple đầu tiên là Hoàng Tuấn và Sam thì mình đánh giá khá là ổn. Ban đầu khi mà tụi em bắt đầu làm việc cùng nhau có hơi lộng cộng, nhưng mà tụi em đã cố gắng thích ứng và đã cùng nhau chỉnh sửa và dựng clip. Em cảm thấy rất là vui khi mà em đã có thể bắt đầu chủ động hơn trong cái việc mà mình lên ý tưởng và cũng như là dựng clip để cho nó tốt hơn. Và em nghĩ là em hiểu tâm lý của các bạn, là các bạn muốn một cái video nào đó lên xu hướng thì các bạn sẽ cần cái cú twist ở trong đó. Và em nghĩ là do các bạn quá quan tâm cái cú twist đó. Sam thì cũng có tiến bộ hơn về phần kịch bản cũng như là cái mạch clip. Còn về Tuấn thì là thí sinh cũ nên là cho cô không có nhận xét. Thật chí là một người da trắng, một người da đen, được chưa? Cô lại đi, bà chưa lại đi. Người yêu cũ. Em uống gì? Cho chị một caramel macchiato, caramel nhiều macchiato không đá. Nhiều đá nhưng mà phải nung nung vì chị đang đau họng. Em hiểu chưa? Em hiểu rồi. It's so dirty. Không uống đâu. Anh uống cho em xem đi. Nước miếng của mình thôi mà. Xin mời bạn Diệp Bảo để giải thích cũng như là nói về clip của mình. Khi mà được bắt cặp trong team với chị Hương
thì em lại thấy là hai chị em có một cái màu sắc cũng khá tương tự nhau, và cả hai đều rất thích làm những cái điều lố và cũng rất là muốn đầu tư rất nhiều vào trong cái video này. Nên là tụi em quyết định là chơi lớn và thử sức với rất là nhiều những cái góc máy khó một chút, và những cái sự diễn xuất cần nhiều sự nhập tâm về biểu cảm gương mặt. Nói chung đây là một trong những cái POV quay xong mà em khá là tự hào. Chị cũng rất là tự hào. Em muốn là nếu như mà mình không đi sâu á, thì mình có thể để lại một cái gì đó nó hay ho ở cho chương trình. Nên là tụi em đã thống nhất làm một cái content kiểu hài, hay. Dịp Bảo, Hương Lý. Thì với mình là cái sự thể hiện của các bạn ở trong tập 1 không quá tốt. Hương Lý thì có một cái kịch bản khá là tốt, nhưng mà Dịp Bảo ở tập 1 là cả về kịch bản lẫn diễn xuất với mình là không có ok. Hương diễn xuất ổn hơn clip cũ nhiều. Nói chung là ở team chị cho cô thì chị chỉ support em phần kịch bản này, đường dây, và một chút xíu phần edit ở cuối nữa thôi, chứ trong lúc quay em không được hỗ trợ nhiều. Riêng với cái concept này thì Hương thấy là Hương hợp. Nhưng mà khi qua chị Binat thì chị lại chuốt rất kỹ cái phần diễn xuất của em, nên là cái biểu cảm nó ra. Đó, cái nói chung là nhịp tiết tấu nhanh, coi lúc nào cũng bắt mắt, kiểu người ta phải kiểu thấy bạn này rất là, hai bạn này rất là hài hước, rất là kiểu tấu hề. Với team Binat thì Choco rất là thích cái không khí và cái năng lượng mọi người mang lại, rất là sáng tạo, rất là dễ thương, hài hước. Nhưng mà về tính viral thì Choco chưa chắc. Khi mà Thư bắt đầu gặp bốn bạn thì Thư cũng bắt đầu cũng nghiên cứu là ok, bạn này sẽ diễn cảm xúc nhiều á thì lại đôi khi nó lại không có hợp quá. Cho nên là ok, muốn diễn lố thì biểu cảm gương mặt nó phải rất là nhiều. Thì Hương Lý làm rất là tốt. Thư có sự sáng tạo, Thư có được khả năng làm content, Thư biết quay, biết dựng. Nhưng cái điểm hạn chế duy nhất của Thư là đối với những người mới và những người hoàn toàn lạ thì Thư teamwork khá là kém. Nên là khi mà qua team Binat á thì em bị bất ngờ luôn, là chị Binat rất chủ động trong việc giúp đỡ tụi em, và em cũng chủ động yêu cầu và đòi hỏi cái sự giúp đỡ từ chị Binat. Giống như là Binat đã từng chia sẻ là Binat chỉ mong các bạn lại chủ động với Binat và hỏi và xin, không phải là xin nữa mà là có nghĩa là tiến tới với Binat trước đi, và muốn cái gì thì ok, Binat có thể hỗ trợ bạn. Và không biết là bạn Diệp Bảo là thí sinh cũ của Peter thì Peter thấy clip này rẻ tiền hay mắc tiền à? Thật ra thì Peter rất là ấn tượng về Bảo, rất là chịu chơi khi mặc cái bộ đồ đó. Còn mắc tiền hay không mắc tiền thì tôi không biết. Cái khả năng diễn xuất cũng như content của em, tại vì anh Peter sẽ không sửa những cái đó. Nên là đó là về anh Peter nha. Còn khi mà về team chị Binat á, chị vừa có góc quay và chị cũng vừa có cái diễn xuất nữa. Trong tập 2 khi work với Binat á, thì Binat đã cho ra một cái sản phẩm rất là chỉnh chu và phù hợp với tính cách của các bạn. Là bạn á. Là bạn. Anh trai á. Anh trai. Là người yêu, yêu. Được rồi, đi thôi. Nói chung là khi mà anh thấy clip này hai tụi em làm, em khá là bất ngờ. Tại vì anh không nghĩ là Sắc Ly với lại Phúc làm ra cái clip mà nó dễ thương mà nó hài hước đến vậy. Phúc và Sắc Ly, Huy cảm thấy cũng khá hài lòng về clip của hai bạn này. Nói chung là sự cố gắng hơn rất là nhiều so với vòng 1 mà Huy tiếp xúc. Em cảm giác như em như là một cái vai phụ mờ nhạt trong cái tập 1. Vì vậy nên tập 2 này em quyết định là sẽ sống đúng cái bản chất của mình. Nên là em nổi loạn. Anh thấy là content ok. Nhưng mà kinh nghiệm của anh làm á, anh không có make sure là content này lên for you. Thì thật sự thì đây là một cái clip khá là dễ thương, nhưng mà giống như mình nói trong cái phần nhận xét thì với mình đây là một cái clip hên xui. Em không biết là clip này là xui hay hơn sẽ được lên xu hướng, nhưng mà em nghĩ là clip này sẽ mang lại nhiều năng lượng tích cực đến cho khán giả.
ở đây cũng chỉ là cảm tính thôi, biết đâu được đúng không? Biết đâu được mọi người đang cần một cái sự giải trí nào đó, hoặc là cái sự vui vẻ nào đó mang tới cho người ta một cái sự mới mẻ. Hai đội của team Vinat chọn á, nó hợp với lại cái khả năng của mấy bạn, nên là mấy bạn thể hiện nó ra nó tròn trịa, nó không có bị ấy quá. Khi mà thấy hai clip này của Vinat ở vòng 2 á, thì coi hai clip này Huy thấy rất là cuốn, và nó khác hoàn toàn so với những clip mà Vinat lead thí sinh ở vòng 1. Em cho chị mượn cái điện thoại của em sẽ sụt. Hai bạn kia check những cái sụt nào mà có tim á, hai bạn ghép sụt lại giùm mình. Thì lần này trong tập 2 mình rất là bất ngờ với Bạch Ngọc Anh Thư. Trong tập này là Thư hoàn toàn lead được những thí sinh của mình, và cho những cái clip nó vừa có thể là thể hiện được cái tinh thần của thí sinh, nó vừa thể hiện được nội dung, và nó thể hiện được tất cả mọi thứ. Em cảm thấy rất là vui và tự hào vì team của em rất là chủ động đưa ra idea. Yến cảm thấy ở tập này Vinat đang làm rất tốt vai trò của một leader. Tại vì sao? Tại vì Yến cảm thấy như là Vinat đang cố gắng, đang giúp cho các thí sinh của mình tỏa sáng hết sức. Hoặc là những các bạn thành viên khác thì nói rằng là mình phải, khi mà vào team chị Vinat thì mình phải chủ động hơn chị Vinat rất là nhiều thì chị Vinat mới support. Nhưng mà sau khi được làm việc với chị Vinat thì em thật sự rất là cảm thấy là chị Vinat có nguồn năng lượng rất là lớn, và thật sự là khi làm việc chung với chị Vinat thì em cảm giác là chị Vinat nhiệt tình, không thua kém cái leader khác, và cũng tương tự như anh Võ Huy. Hơi ngại. Tôi và chồng tôi cưới nhau 1 năm rồi, vợ chồng tôi sống rất là hạnh phúc. Nhưng cho đến một ngày. Hả? Thấy gì không? Chị ra đây. Chị ra đây sao? Coi con này có giật chồng tôi nè. Các bạn mà xinh đẹp mà giật chồng của người ta. À không có gì đâu, mọi người đừng có để tâm mà, chuyện gia đình không biết mà. Chị nghĩ sao đi ngoại tình nhỉ? Anh không thấy con của mình nữa. Chị ơi đừng có buồn nha. Dạ, luật không công đúng không ạ? Thì em với Bún là một cặp vợ chồng đã cưới nhau được 1 năm. Thì tụi em đã liên kết và lên kế hoạch với nhau rằng là sẽ ngoại tình với nhiều cô gái tại chính nhà của mình, tại chính quán cà phê của mình mở ra. Thì sẽ Bún sẽ là người mà người vô thế bị hại. Kịch bản này là của em, nhưng mà cũng có sự hỗ trợ rất là nhiều của anh Bằng. Xong rồi còn những cái người khác tới á, là Bằng và Bún sẽ diễn xuất là bằng ngoại tình sẽ ăn cắp những cái vật đồ, những cái vật dụng của người khác. Anh Tài lại là một cái người mà support cho tụi mình rất là nhiều. Đúng rồi. Anh có nhiều ý tưởng mà khiến em cảm thấy wow á. Cái kết clip đó chính là bị lên báo là vợ ở tù. Nhưng mà cái khúc ID đầu tiên á là Bằng nghĩ á, là sẽ là lia xuống cái đống chiến lợi phẩm, xong lia lên là Bằng với Bún đang đứng ở tù luôn. Nhưng mà về sau là phải đổi lại, ở trên đây đổi lại. Qua cái thử thách tập 1, bạn tham gia cái buổi training của Tài về kịch bản thì bạn đồng ý và bạn chịu thay đổi mình để mình có được một cái hướng đi mới. Thì mình nghĩ đó là một cái rất là hoan nghênh ở Thế Bằng, và mình nghĩ cái tinh thần đó là một cái tinh thần rất là tốt. Và anh nghĩ là kịch bản ok, và Peter cũng là thể hiện support mọi người rất là tốt, khi mà những cái góc quay và cái lia nó rất là đẹp, với lại chuyển cảnh này kia anh nghĩ rất là ok. Đúng là cổ máy. Cổ máy quay dựng. Anh Peter có thể truyền tải cho em, còn chị Choco chỉ là nói lên ý tưởng của chị để support tụi em thôi à. Khi mà Peter vào á, bạn Thế Bành nói kịch bản cho Peter và sau đó chỉ cho Peter cái góc quay như thế nào như thế nào. Ví dụ như là bắt đầu từ cái chiếc ảnh cửa này nè, thì bạn sẽ lia ra là hai đứa này đang là hạnh phúc rồi, đang là một cặp vợ chồng mới cưới. Thì cái việc mà bị cố định như vậy làm cho cái clip của bạn Bằng bị hạn chế ở một khuôn khổ nào đó nhất định. Của Bằng ở tập 1 á là hoàn toàn là góc máy từ Bằng. Còn qua tập 2 á là hết 50% góc máy là từ Peter rồi. Anh nghĩ là đứng ở đây thôi, rồi cái những người đằng sau đó xem mờ thì bây giờ nếu như mà đứng xa quá thì khó mà lia được. Còn việc mà Peter làm cho Bằng giống như là Peter đang làm một cái mệnh lệnh. Đó là sự khác biệt giữa hai người nhiều nhất. Hay quá vậy ta. Chứ sao.
Em thách anh làm tổn thương em. Anh thương em như vậy làm sao anh làm tổn thương em được? Trừ khi... Thì trong cái content lần này tụi em làm đó chính là về thật và thách giữa một cặp couple. Hai tình huống đầu tiên thì rất đơn giản, đó là sự thách thức của hai cái bạn nam nữ với nhau thôi. Và tình huống cuối cùng đó chính là đặt ra câu hỏi là em thách anh làm tổn thương em đó. Nhưng em không nói là anh sẽ làm tổn thương em bằng cách nào. Vì vậy là Mạnh Cao sẽ chọn tổn thương bằng cách là thể xác. Ở đây thì điểm mạnh của trong clip này mọi người thể thấy là đầu tiên là về content. Mạnh đảm bảo với tất cả mọi người là content của Mạnh sẽ khác 7 độ còn lại. Cái thứ hai là về góc máy, thì bởi vì Mạnh đang ở trong một cái team gọi là cỗ máy về góc máy, cho nên là Mạnh cũng đảm bảo luôn là về góc máy thì chúng ta sẽ được có một cái góc máy hoàn toàn mới trong tất cả clip còn lại. Anh Peter có nhiều cái góc máy thật sự rất là đặc biệt luôn á. Clip của Mạnh Cao có những góc quay đa dạng hơn cũng là chuyện bình thường thôi, tại vì Mạnh Cao là người hỏi Peter. Còn cái đường dây của Mạnh là True or Dare. Rồi, là một cuộc trò chơi. Để Peter bàn thử nha, đi đường hình thử nha. Là bây giờ cái góc này như thế nào, thì cái cách teamwork là thảo luận với nhau để đưa ra một cái góc quay tốt nhất, và Mạnh Cao làm được điều đó. Với Mạnh Cao á thì anh thật ra cái clip này anh nghĩ là ok tốt, nhưng mà với Mạnh Cao thì anh nghĩ là anh expect cái gì đó nó nhiều hơn, có nghĩa là coi xong cảm giác là không thỏa mãn mình lắm á. Đối với một creator thì họ có thể không biết quay dựng, nhưng về content cũng như là nội dung thì ý nghĩ là điều đó nên phát triển nhiều hơn. Giống như khi mình là một người mà mình biết rồi, mình làm quen rồi á, thì khi mình làm mình luôn có một cái expect. Giống như anh làm việc với Choco hoặc Thư hoặc Peter hoặc là Bảo Huy, mỗi người anh có một cái expect khác nhau. Việc Peter lít thí sinh hoặc là những cách làm việc của Peter thì Peter tin chắc rằng những người khác có thể thấy. Đó, nè thấy không? Thấy mấy cái cảnh này không? Em thấy nó có hành động á. Không cần Peter phải thể hiện ra để cho người khác công nhận Peter. Và có lẽ là Mạnh Cao trong thời gian ngắn nhưng mà vẫn đã làm rất là tốt clip này. Và không biết là Choco có nhận xét gì về clip này không? Tại vì một phần cái đoạn đầu là Mạnh Cao làm tới, nhưng mà chỉ hơi tiếc cái đoạn ở khúc sau á, nó còn thiếu một lý do. Thấy giống như mọi người đang tập trung vô cái một ta muốn một cái twist, nhưng mà người ta quên là đặt ra một cái vấn đề thì mới giải quyết được cái đó. Nó phải có một cái vấn đề gốc đã. Choco phải có một lời khen dành cho Mạnh Cao, đó là so với tập 1 Mạnh Cao đã biết tiết chế hơn, không còn tham nữa, và cái kịch bản nó đã gãy gọn và vô trọng tâm hơn, đẩy cao trào hơn. Vậy nếu như muốn nó cao trào hơn là phải khúc đầu hai bạn giống như phải yêu nhau lắm. Thì đó, đúng rồi. Cầm người yêu. Đúng rồi. Ý nghĩ là đây cũng là một tâm lý chung của khán giả xem clip cũng như là tất cả mọi người, chứ không phải là riêng chỉ cho cô. Tí có nghĩa là mọi người đang bị tập trung vào Mạnh Cao nhiều quá mà quên mất một bạn Ivy. Bạn Vi là bạn cũng là một bạn chịu chơi, khi mà thả người xuống cầu thang cũng hơi nguy hiểm nhưng mà bạn cũng rất là chịu làm. Nghĩa là Ivy clip này Ivy thể hiện cách diễn xuất cũng rất là tốt, nhưng mọi người không tập trung vào Ivy mà cứ nói là Mạnh Cao thôi. Dạ, em cảm thấy những nhận xét đó xứng đáng đối với em với lại Đức Mạnh. Chúc mừng tất cả các thí sinh top 16 và các leader đã thể hiện rất là tốt ở vòng thử thách lần này. Tiếp theo thì dựa trên hai tiêu chí là view thực tế và chất lượng sản phẩm, ban tổ chức sẽ chọn lọc ra và hội ý với các leader để đưa ra những cái đánh giá, những cái nhận xét cũng như là kết quả tốt nhất vào đầu tập 3. Và bây giờ thì mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi, lấy sức để có thể chào đón những cái thử thách cực kỳ gay go tập 3 nhé.